Em xin chào các bác nhé, xin chào cả nhà. Nay em lên giới thiệu các bác nhà mình một cái tác phẩm gọi là siêu phẩm Hoàng Nhạn tháng 8 bằng rừng Gia Lai. Giờ này quá trời to các bác ạ, to và đẹp dã man luôn ấy. Hôm nay em sẽ sell các bác nhà mình giờ này gọi là cắt lỗ, nên là bác nào mà mình chưa mua được những cái giờ Nhạn tháng 8 ưng ý, nay các bác nhà mình vào trong lại sưu tầm nhé. Đây là nụ hoa các bác này. Đây là nụ hoa ở cây này. Cái nụ này dài hơn chút. Cây này cũng đang ra nụ ở bên trong cái lá này. À, nó đang ra nụ nhỏ các bác ạ. Cây này cũng đang có nụ này. Đó, đang có nụ hoa các bác nhá. Đây, cây này cũng đang ra nụ này. Cây này cũng đang nhú một chút đầu nụ ở trong cái lá các bác này. Nó nụ nó nhỏ nên là mình hơi khó nhìn. Đó, cả một giò Nhạn tháng 8 Gia Lai giò này rất là đẹp, rất là nhiều cây to. Các bác nhà mình nhìn nhá, Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai, và đặc biệt là giò này cây con đẻ cũng rất là nhiều nhưng mà lại không bị rụng lá chân các bác nhé. Nhà mình lưu ý cho em là giò này không bị rụng lá chân các bác ạ. Lá chân từ chân đến ngọn rất là đều, rất là đẹp. Không bị rụng lá chân các bác ạ. Một giò Nhạn tháng 8 Gia Lai giò này vô cùng đẹp. Có cây này là cây bạch nhạn này. Trong giò này có đúng một cây này là cây bạch nhạn các bác này. Vừa rồi nở hoa và đã tàn hoa rồi. Bông hoa thơm nức mà hoa đẹp lắm. Bạch nhạn hoa cũng rất là đẹp. Có một cây bạch nhạn. Đây các bác nhà mình ngắm nhé. Còn tất cả đây là một giò Nhạn tháng 8 hàng rừng Gia Lai. Em lên sale cho các bác thì mình giá cực kỳ là rẻ trong phiên video ngày hôm nay. Đây, em sẽ bê lên để mời các bác nhà mình ngắm xem cái tác phẩm này. Trấn thủ vườn các bác ạ. Nó siêu đẹp luôn các bác ạ. Đây các bác ngắm nhé. Rất to các bác ạ. Đây các bác nhà mình ngắm giúp em này. Nay sale các bác thì mình giá rất là rẻ em. Nên là bác nào chưa có thì mình có thể kế qua để ủng hộ nhá. Giò này của em là có 9 cây Hoàng Nhạn tháng 8 đang đi nụ các bác, đang bắt đầu đi nụ rồi. Một cái tác phẩm rất là to. 9 cây Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai các bác nhá, và có một cây bạch nhạn. Rồi các bác đi mua ở ngoài thị trường phải tầm vào 20 đấy, chắc nó loanh quanh tầm 20 triệu đấy. Một giò tác phẩm rất to. Hôm nay em sẽ sell các bác nhà mình giá rất là rẻ các bác nhà mình không bao giờ ngờ đến, mà em khẳng định các bác nhà mình nếu bác nào mà kiểu là mình kinh doanh ấy, mình kinh doanh á, kiểu kinh doanh á, các bác nhà mình về các bác mua giò này về các bác bán lại lời được mấy chục lời được mấy triệu luôn các bác, lời được mấy triệu luôn nhá. Không dám nói là lời cả chục triệu, nhưng em nghĩ các bác nhà mình nếu các bác bán rẻ cũng phải lời được 8 đến 10 triệu nhá. Đấy là bán rẻ, em nói thật đấy. Thanh lý các bác nhá, sell nốt giá rẻ nhá. Cây rất khỏe, rất đẹp, hàng nuôi thuần lâu rồi. Tác phẩm này hôm nay em chia sẻ các bác nhà mình nếu bác nào nhanh tay nhất thì mới được giò này. Đấy. 6.800.000 tác phẩm này nha. Mã số VIP 1. Mã số VIP 1. Hoàng Nhạn tháng 8 hàng rừng các bác nha. Hoàng Nhạn tháng 8 rừng Gia Lai, giò này mã số VIP 1. Giò này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là bằng 6.800.000 cho giò này. Đây đang có nụ bên trong cái lá này, đang bắt đầu ra nụ này. 6.800.000 cho tác phẩm này. Hoan hỉ xin mời các bác nha. Không bao giờ ngoài thị trường có cái giá này luôn cho các bác nhà mình. Này em đang sell nốt các bác nhá, đang cần tiền, em đang về thêm rất là nhiều đai trâu các bác ạ, để em nuôi thuần về cuối năm em bán, nên là bác lấy được giò này nhanh tay nhá. Có một cây bạch nhạn nhá, đây là cây này là cây bạch nhạn này, cái cây mà có nụ hoa các bác này, cây này cây vừa mới tàn hoa này, nó ra hoa lúc tháng 6, tháng không ra hoa lúc tháng cuối tháng 5. Cây này cây bạch nhạn nhá, còn lại tất cả đều là Hoàng Nhạn tháng 8 hàng Gia Lai. Rồi em xin mời các bác nhà mình, vừa đẹp vừa rẻ các bác ơi, hoan hỉ nhá. Nói chung là nói một từ hoan hỉ là hết rồi. Đó, ok chưa? Chưa bao giờ có giá này trong thị trường luôn. Rồi ạ, tiếp theo em sẽ qua các bác nhà mình một hai mã tiếp theo nhé. À, đây là cái cây Koki hoa vàng, Koki hoa vàng của nhà em. Và như mấy ngày hôm nay thì khách cũng đã ủng hộ rất là nhiều. Đó, em cũng đã bán, em bán 2 buổi rồi, Koki hoa vàng em đã bán 2 phiên rồi. Em bán được 56 cây, đây là nguyên cho khách lẻ, chưa thấy khách sỉ nào, chưa thấy nhà vườn nào vào hỏi mua để ghép nhiều. Chắc là chưa gặp nhà vườn, nào xem like thì mới gặp nguyên khách lẻ thôi. Các bác chủ yếu là lấy 2 cây, các bác lại lấy 3 cây và 5 cây để về ghép lũa. Đó, đây các bác nhá, cả nhà mình ngắm giúp em này. Một cây Koki hoa vàng rất là đẹp. Vì em bao các bác mình giá rẻ nhất nhá. Rẻ nhất thị trường luôn, các bác nhà mình có thể ngắm giúp em này. Đây, bản lá xếp nhá, củ lá thì mở đẹp như này. Bản lá thì xếp, củ lá thì mở đi, đẹp như này các bác nhá. Mà cái giá thì không ngờ tới, các bác nhà mình mua vườn khác thì sẽ dao động tầm 370. Em thấy có shop bán 370, có shop thì bán 380. Đó, có shop thì bán, nói chung là shop nào phải mua qua nhiều tay lắm thì bán 370, 380 hoặc là 400. Em đây là nhập thẳng từ bên Thái nên là Koki hoa vàng các bác nhé. Cái giống hoa vô cùng đẹp, thân lá đẹp, hoa đẹp và thơm dã man. Nói chung là Koki xếp vào cái top đầu tiên về khuôn bông đẹp cũng như là mùi hương thơm. Đó,
Em lấy cơ bác cho mình 250 một cây. 250 một cây. Bác nào tiện thể mình ghép, ví dụ như là mình ghép chậu thì ít nhất là vào chậu cũng tầm 2 cây rồi cho nó đẹp các bác ạ, một chậu 2 cây cho đẹp. Còn bác nào mà mình muốn vị lấy về ghép lũa tầm 3 cây, một lũa hoặc là 4 5 cây. Xin lỗi cây này đang bị dập tí lá, cây này thì em không 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 chọn đâu. Xin lỗi các bác lấy em không chọn những cây bị dập lá đâu, yên tâm. Em các bác nhà mình mua trước, em sẽ chọn các bác nhà mình những cây đẹp trước nhá. Đó, 250 một cây. Đó, bác nào mà mình lấy từ 5 cây trở lên em bao ship, lấy từ 5 cây nhá. 5 cây trở lên là em bao ship. Vị bác nào mình ghép lũa lấy 5 cây trở lên bao ship. Ok chưa? 250 một cây bảo hành các bác nhà mình là giá rẻ nhất thị trường luôn nhá. Em về số lượng rất là nhiều, em đã nuôi thuần ở vườn nhà em đấy. Em đã lên vườn lên chậu rồi nên là đây còn một thùng em để bán lẻ thôi, em không lên chậu nữa. Thùng này là em để em bán lẻ cho các bác nhà mình. Tại sao các bác nhà mình lại hay nói là nhà em là có rất là nhiều lan thuần để bán, là tại vì là mình phải mua về mình thuần, mình nuôi, mình ghép thì mình có lan để bán, lan thuần để bán chưa ạ? Còn hàng này là em bán cho các bác nhà mình cây như này rất là rẻ, các bác nhà mình về bác nào thích thì mình ghép lũa, bác nào không thích ghép lũa mình ghép chậu, được chưa ạ? Giá bao rẻ nhất nhá, 250 một cây. Đó, hôm nay em chỉ làm cái đoạn video ngắn để chia sẻ như vậy thôi. Koki hoa vàng các bác nhá. Bác nào lấy dòng này thì mình alo cho em gái để mua hàng. Đây các bác nhà mình có thể ngắm qua khuôn bồng Koki hoa vàng các bác nhá. Dòng này thì hoa nó sẽ rất là sai, nó đặc biệt là hoa thơm, có mùi hương thơm. Thân lá của nó thì rất là to, lá của nó lá xếp cổ mở rộng, còn thậm chí là lá của nó còn đẹp hơn cả Koki xưa đấy các bác, đẹp hơn cả Koki xưa luôn. Hoa vàng các bác nhá, đây cũng là một trong những giống mới. Đó, bác nào sưu tầm đầy mình alo cho em gái để mua hàng theo số điện thoại bên em nhá. Cái cánh của nó là dòng cánh mai, cánh tròn đều và to các bác ạ. Cái bông của nó xếp rất là đẹp. Đó, em cảm ơn các bác nhà mình đã đón xem video của em. Em xin được dừng video ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bác trong phiên video ngày hôm sau.